Vâng, xin xin chào toàn thể quý vị, chị và các bạn. Xin mến chào toàn thể bà con cô bác thật quê. Hôm nay Minh Toàn sẽ cùng với bà con cô bác chúng ta đi thăm lăng Hồ Chủ tịch, Bác Hồ kính yêu. Thì bây giờ là thời gian bây giờ là đang 9 giờ 15 sáng. Và Minh Toàn đi từ lúc là 7 giờ và lượng ngày hôm nay là cái ngày chủ nhật nên mà cái lượng người đi tham quan Hồ Chủ tịch rất là đông. Quý vị bạn cũng có thể là đang nhìn thấy ở đây là đang Minh Toàn ở đây là xếp hàng khoảng 2 cây số rồi mới đi vào được đến đây. Và bây giờ thì phải hơn 2 cây số nữa, như lượng người mà Minh Toàn vừa nhìn thấy thì phải hơn 2 cây số nữa thì mới vào được đến cái chỗ chỗ lăng Bác. Thì lượng người ngày hôm nay rất là đông, thì là ngày chủ nhật nên là cái lượng người so với ngày bình thường thì đông hơn khoảng gấp đôi. Biết thì mình chưa có vô đến được đến nơi cái là vô được vô ngõ và đi. Khi đi vào lăng thì chúng ta cũng xếp hàng và chúng ta đấy là hàng xếp hàng từ ngoài. Còn của bác đến tham quan là dịch rất là ý thức, từ người cao tuổi cho đến các em nhỏ rất là ý thức và xếp hàng. Ở trong này thì ở đây là đang xếp hàng ở trong cái cung viên là cây cao cây cũng mát rất là cực lạ. Và trên đường vào thì bà con cũng thấy là ở đây là có cái hàng nước ngọt của Miễn là đang mời nước của miễn phí cho người dân. Uống nước không? Uống nước không? Cho anh xin cốc nhé. Thôi anh lấy đổ ngập cả. Cảm ơn. Thế uống nhanh mà đi, uống nhanh mà đi. Đấy, ở đây là cái hàng Nuti. Không uống đi, uống nhanh mà đi. Sau khi mà các bạn xếp hàng dọc theo cái đường Ngọc Hà xong, chúng ta sẽ đi vào một cái máy kiểm tra và kiểm tra các cái đồ xem có được mang vào không, rồi bà con tiếp tục chúng ta đi vào cái nhà máy tre như thế này để chúng ta đi vào đến Ngọc Bắc. Như Minh Toàn vừa rồi là Minh Toàn có cầm theo một cái camera hành trình thì là ban quản lý lăng cũng báo trước là cái máy que đấy là phải gửi lại chứ không được mang vào lăng. Nhưng mà với điện thoại như thế này thì quay điện thoại như thế này thì cũng có thể là ra cầm ở được. Đây họ sẽ cho một cái chúng ta một cái túi như thế này để chúng ta cầm. Trong quá trình chúng ta người ta chờ chúng ta đi vào tham quan thì là ban sẽ được nghe hướng dẫn một số điều luật để chúng ta vào tham quan. Khi mà vào lăng chúng ta cũng sẽ được nghe các hướng dẫn và một số cái bài hát mà về tỉnh
Khi vào lăng thì chúng ta cũng có một số cái nơi mà chúng ta cũng được sử dụng máy quay. Và không chỉ có người Việt Nam chúng ta mà cả người Tây cũng đi tham quan. Và sau khi mà chúng ta đi qua cái nhà chờ bằng gỗ thì chúng ta không được sử dụng điện thoại nữa. Thì lội vị và bạn Minh Toàn sẽ cất điện thoại ở khu vực này. Để tiếp theo Minh Toàn sẽ giới thiệu tiếp về lăng chủ tịch sau khi mà được sử dụng điện thoại. Đây là bên trong phía nhà kính mà chúng ta đang tiến về lăng chủ tịch. Sau khi chúng ta vào lắm thăm bác xong thì chúng ta đi ra một cái nhà kính như thế này. Đây là phía sau lăng. Hai bên lăng là có hai cái răng tre như này. Đây là cái đường chúng ta đi vào đi ra sau khi chúng ta vào lăng là xong là chúng ta sẽ đi ra cái chỗ này.
và đây cũng bán các cái đồ lưu niệm về lăng chủ tịch. Có bán nước luôn ở đây thì chúng ta đi chúng ta cũng không sợ là khát nước. Thưa các bạn, là sau khi mà chúng ta đi qua lăng chủ tịch thì sẽ có cái đường dẫn để chúng ta đi vào tham quan ở phía trong cái khu của chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đi qua cổng này thì cũng có bán các nước như là quả lưu niệm để chúng ta mua. Và đây trước mặt của các bạn là cái phủ chủ tịch. Hôm nay cái ngày chủ nhật mà cái lượng người đi tham quan phủ chủ tịch rất là đông. Thì bà con cô bác hay là các bạn nếu mà chúng ta mà đi thì chúng ta đi vào những cái ngày thường thì nó sẽ là đỡ đông hơn. Như Minh Toàn sáng nay ngày chủ nhật Minh Toàn đi thì là phải đi bộ, xếp hàng đi bộ gần 3 tiếng đồng hồ. Các bạn và sau khi mà đi bộ nhiều là cháu nhỏ cũng như là người cao tuổi là sẽ mệt và ngồi nghỉ như thế này. Trước phủ chủ tịch như bạn đang thấy, đây là phủ chủ tịch và trước phủ chủ tịch đây là cái nhà quốc hội. Đây, đằng trước là nhà quốc hội, là nơi mà quốc hội họp các kỳ quốc hội. Và đây thưa các bạn, đây là cái đường mà sau khi mà chúng ta ở lăng chủ tịch Hồ Chí Minh xong chúng ta đi ra ngoài này. Và trong đây là cái đường đi ra mà ao cá cho đến là các cái nhà bảo tàng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đây thì cũng có cái đường đi vào vệ sinh. Trong này thì về mùa hè như thế này cây cối cũng rất là mát với các bạn. Ở đây cũng có những cây cổ thụ rất là lớn. Đây là một số cái đồ vật trưng bày, một số cái đồ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh như là đã gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như là đây con xe đã gắn bó với chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cái này tươi, cái này tươi. Và đây là con xe của chính phủ Liên Xô tặng bác năm 1955. Sau khi mà tham quan đây xong là chúng ta đi ra ao cá.
Ở đây mình toàn đang chia sẻ với quý vị và các bạn với tư cách là một người đi tham quan, chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch. Rất mong quý vị và các bạn có tình hướng dẫn giới thiệu thì có gì mà sơ suất thì các bạn cũng thông cảm cho mình toàn. Trước mặt quý vị và các bạn đang là cái ao cá của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là khuôn viên toàn bộ của cái ao cá. Ở trong này cũng có một số cái đường mà chúng ta được phép đi và không được phép đi. Chính vì thế mà khi mà quý vị bạn chúng ta vào đây, chúng ta cũng có những đường chúng ta cũng không nên đi. Và trong này cũng là có một số con vật, ví dụ như các hình ảnh của các bạn, đây là cái con công. Đây là một số cái hình ảnh triển lãm ra sàn như là bảo vệ Bác. Đây là trên cái đường mà chúng ta đang đi xung quanh ao cá đấy ạ. Đây ao cá đấy ạ. Và đây là cái đường vào nhà sàn này. Và đường xoài. Hầu như chúng ta nếu mà đi tham quan thì chúng ta đi xung quanh lăng, có một cây ở đây gọi là cây bụt mọc. Có thể nói là đây là cây bụt mọc rất là to, thân rất là to. Này các cây cũng được gắn tên như này các bạn. Và trước mặt quý vị các bạn là một cái nhà sàn của Bác, và nằm trong khu của Hồ Chủ tịch. Nếu mà chúng ta đi, chúng ta cũng có thể là vào nhà sàn để tham quan. Ở trong nhà sàn thì có một số cái đồ vật của Bác, ví dụ như là bàn làm việc, rồi một số cuốn sách Bác hay xem. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đi vào nhà sàn thì chúng ta cũng có thể đi thẳng đường này để chúng ta đi ra cái này. Đây, cá của bạn thấy cá đầy cá vàng, cá to. Cá cá vàng, cá là các cái cá nước ngọt ghép tôi cắm. Đây, ví
như bạn thấy cá rất là nhiều. Cá ở đây cũng rất là thân thiện với con người. Trên đường xung quanh ao cá thì một bên tay trái của quý vị là ao cá và tay phải là các cái cây ăn quả bồng bưởi cam xoài, quả rất là sai của các bạn. Bưởi quả sai nhỉ, sai thật. Bác cũng không còn nữa, bác cũng có người chật chặt từ lên giỏi này. Ban quản lý lăng chăm sóc, quản lý chăm sóc thì giảm. Và khi mà kết thúc đi vòng quanh ao cá thì là chúng ta sẽ đi qua một cái khu bán đồ lưu niệm như trước mặt của các bạn, và tại đây cũng có bán nước và kem và một số cái đồ ăn nhẹ cho mọi người, vụ bà con khi mà về ăn lăng của tỉnh Hồ Chí Minh. Chúng ta mà đi đường mệt thì chúng ta có thể vào đây để nghỉ ngơi, ăn nhẹ một chút gì đấy. Đây cũng có bát các cái chữ nho của các thầy đồ. Thì mời quý vị bạn ta cùng vào khu này để chúng ta khám phá thêm nhé. Đây có bán các cái đồ lưu niệm. Những mua làm kỷ niệm không? Hay là xin chữ của thầy đồ kìa. Đi 100.000, đi 100.000, đi 200.000. Các cái bút này đều là khắc chữ là kỷ niệm lăng bác. Hỏi bố ngồi nghỉ không? Bố ngồi nghỉ không? Bố có ngồi nghỉ không ạ? Nghỉ hay đi? Thế mình đi. Đây, bán các cái bên tay trái là các cái hàng ăn nhẹ và đồ uống. Bên tay phải là bán các cái hàng lưu niệm. Đây, cái hàng lưu niệm.
các đồ lưu niệm rất là đẹp quý vị các bạn. Có cả sáo này, các cái đồ lưu niệm, sáo, đàn bầu. Đánh đàn. Và như thế này là chúng ta đã đi qua khu vực ao cá cũng như là một số cái đồ lưu niệm, và phía đây là phía sau của lăng chủ tịch rồi. Thì chúng ta đang còn một vòng đi tham quan của bảo tàng và đi tham quan ở trong phía lăng khu di tích của lăng Hồ Chủ tịch. Thì video này là Minh Toàn xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video ngày hôm nay và để đón xem video tiếp theo của kênh. Thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới thú vị và hữu ích của kênh. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. We'll be right back.